Ngày 11 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị góp ý dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Trần Hữu Hậu, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông qua về dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Với dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu đơn vị doanh nghiệp góp ý về những quy định liên quan đến kỳ tính thuế, căn cứ tính thuế doanh thu, chi phí lãi vay, các thủ đoạn gian lận, chiêu trò trốn thuế, đề nghị bổ sung thêm văn phòng giám định và văn phòng thừa phát lại, hoặc có thể nghiên cứu bổ sung thêm điểm quy định chung cho các loại văn phòng được thành lập hoạt động theo luật chuyên ngành. Đối với dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Sở Tư pháp góp ý về quy định loại hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài bị phía nước ngoài trả lại khi nhập khẩu, không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa phù hợp. Với động cơ dưới 24 chỗ ngồi, cần hạ thấp xuống có thể là 16 chỗ hoặc 18 chỗ để khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tham gia vào các dịch vụ vận chuyển công cộng. Phải nghiên cứu cơ chế thu nộp thuế đối với các hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất, tự tiêu thụ thuốc lào. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp thu tổng hợp để chuyển tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sắp tới.